Đám cưới có 102 trong hầm The Katchi. Ngày 22 tháng 5 năm 1954, ngày trên trận địa Điện Biên, giữa hầm chỉ huy của The Katchi đã diễn ra đám cưới của đồng chí Cao Văn Khánh, đại đoàn phó đại đoàn quân tiên phong với nữ chiến sĩ quân y Nguyễn Thị Ngọc Toàn. Một điều thú vị là mối tình của hai người bắt đầu từ sau chiến dịch biên giới và đơm hoa kết trái ở Điện Biên. Hai mốc thời gian đều là những mốc quan trọng trong sự phát triển của kháng chiến. Căn hầm dưới lòng đất của tướng Đờ Cát được ban tổ chức lễ thành hôn trang hoàng bằng các loại dù chiến lợi phẩm đủ màu sắc. Bàn ghế tận dụng tại chỗ đủ cho 40-50 khách mời, bàn cũng được phủ loại dù hoa. Trang trí thật đơn giản. Phía trước căng một tấm dù đỏ, đính dòng chữ cắt bằng giấy bản đồ rách địch bỏ lại. Phu Duyên mới không quên nhiệm vụ, ngày 22 tháng 5 năm 1954. Lễ cưới xong, đôi uyên ương từ hầm Đờ Cát đi ra, phóng viên báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị sẵn kịch bản bèn mời cô dâu chú rể lên đứng trên chiếc xe tăng của Pháp bên cầu Mường Thanh để chụp ảnh. Cô dâu chú rể cười tươi trên xe tăng trong tư thế các chiến sĩ xe tăng đứng trên xe duyệt binh qua lễ đài mừng ngày chiến thắng.